cam sao? Cam. Em bé. À cam ở à? Ôi gọi mẹ nó con nói lại cam cam. Cam. À cam ở à? Cam vừa ở đấy, không cam cứ cứ níu bố mẹ lại để kim cam giải thích đấy, cam cam chỉ cam. Cam. Gì? Cam. Cam ở à? Không cam có cam còn nhằn được hột nữa mà đúng không? Đúng. Đúng à? Cam. Cam. Cam làm gì? Hồ. À nhằn. Nhằn. Nhằn gì? Ở. Ăn quýt nhiều quá. Mẹ biết rồi. Okay. Quýt nhưng mà ăn hết một quả là hết rồi. Mai phải đi mua. Thôi. Mua. Ok không? Mua. Ăn rồi đấy không? Con ăn nhiều các bạn ạ. Cảm ơn nữa. Mẹ cho con quả nữa nhé. Mẹ lấy em ăn nữa. Cảm ơn ạ. Thì cảm xin mẹ nè. Mẹ ơi. Mẹ. Cam. Cam. Xin. Xin. Mẹ. Tay. Cái gì? Tay. Cam xin mẹ cái gì? Kì. Kì. Quýt. Quýt. Kì. Cái kì kì. Quýt. Kì. Quýt chứ không phải kì con ạ. Kì. Con đó là kít. Đây mọi người xem cam trình độ tách muối quýt. Được cả quả hả? Một. Chưa mẹ. Mẹ tách đôi rồi. Đây ta tách muối quýt nào, tách từ muối vào để ăn. Tách. Đấy là hai mấy muối? Ba. To thế nhỉ? Ui. Ừ. Để mọi người xem cam nhằn hột nhá. À có không? Có. À, có à? Có thì lúc nào ăn thấy hột thì nhằn ra nhá. Quả này không có hột chứ này. Để thể hiện tài năng nhằn hột. Ôi nhăn cả miệng luôn nha. Cảm biết nhằn hột quýt đấy mọi người ạ. À. Mẹ dạy một lần là biết ngay, giỏi thế nhỉ. Hột. Có. Có. Được. Ừ. Quýt. Có đâu. À hột đây, hột nhằn ở đây rồi. Mẹ xem mùi mềm mùi ghét có mùi nhát có phải không, có hột với cay cái này quả này quyết không hột đấy mọi người ạ. Cam ăn thử muối à, cam ăn thử muối này nào. Một. Cam ăn thử muối đấy con ăn đấy, có hột thì nhằn nhé. Hột. Ngon nào, nhìn bố nhá. Được. Wow, nhặt được hột này mọi người ơi, hai hột liền. Ui, muốn thì nhiều rồi, hai hột liền. Giỏi thế nhỉ? Con nhìn bố kìa. Hello. Hello. Rồi. Ngày hôm nay Cam ăn đến quả quýt thứ tư rồi đấy. Cái gì? 5-6 rồi đấy. 5-6 rồi à? Không, ăn hết miếng này hết rồi, ăn hết miếng này. Cam nhìn ăn quýt.